Thưa quý vị, những ngày qua, một số sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố đã được trở lại trường học trực tiếp. Các sinh viên trở lại trường học trực tiếp chỉ ở các học phần thực hành thí nghiệm, thực tập, đồ án trong học kỳ 1, năm học 2021-2022. Trên trường Đại học Kinh tế triển khai học trực tiếp cho sinh viên năm nhất đang trú tại Đà Nẵng. Để đón sinh viên trở lại trường, các trường đưa ra các yêu cầu cùng biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt đối với người học và cán bộ giảng viên giảng viên sinh viên trở lại trường phải tiêm đủ liều vaccine, trong đó liều cuối cùng được tiêm ít nhất là 14 ngày tính đến thời điểm sinh viên quay lại học tập trung tại trường hoặc đã khỏi Covid-19 không qua 6 tháng. Hầu hết các trường cao đẳng đại học trên địa bàn thành phố dự kiến tổ chức học tập trung cho tất cả sinh viên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đáng nhâm dần 2022.